Chiều ngày 22 tháng 3, Ban Thường vụ Đoàn Thị trấn Chợ Chu cùng các bạn đoàn viên thanh niên Trường Trung học Cơ sở Chợ Chu đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2023. Hoạt động đã thu hút trên 50 bạn đoàn viên thanh niên thực hiện vệ sinh dọc theo tuyến đường, khu vực trường tiểu học, trường trung học cơ sở Chợ Chu và khu vực tập kết rác thải cạnh khu tái định cư. Qua hoạt động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thị trấn cùng chung tay bảo vệ môi trường, cùng cổ vũ, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh.